em Phúc nhà lưu chú Đức đội 5K xin kính chào quý khán giả xem kênh, quý mạnh thường quân trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ thưa cô chú anh chị, thì hôm nay thì em lên bất ngờ là chị Lan đang cho chú Hậu ăn. Và một điều bất ngờ nữa là quá vui mừng luôn cô chú anh chị, khi lên được bác sĩ nhập viện là những ngày vừa qua. Rồi sau đó thì nhận được cái thông tin là chú gãy cái xương sườn thì cũng được bác sĩ hỗ trợ và băng bó lại cho chú. Và hôm nay cái ngạc nhiên của em và Nam là thấy một cái thần thái của chú là rất là lạ, là Nam biết lạ chỗ nào không Nam? Dạ. Lạ gì em biết không? Lạ cái chỗ là hôm nay không còn thở oxy nè, tan 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 tan. Không cần thở oxy luôn. Trời đất ơi, đúng là chị Lan mát tay thiệt. Dục cái bình oxy luôn. Không còn thở oxy luôn nè. Trời ơi, đang ăn luôn. Bây giờ Nam thấy chú nhầm cái giường giống như vua vậy nè. Dạ. Một mình một phòng luôn coi chú. Rất là hay. Không cần thở oxy luôn nha. Ăn cháo ngon không, chú Hậu? Đó, nói chuyện làm gì rõ hơn đúng không ta? Rõ hơn phải không chị? Để em hỏi. Mới mất tạm một chiều mà. Mất từ từ nói chuyện rõ lắm á. Chú Hậu ơi. Chú Hậu hết bệnh là chú Hậu về, chú Hậu có định là làm có việc gì chưa? Có việc tỉnh chưa? Bây giờ sớm hả? Có ngoài cái việc gì khác không chú cho con làm chứ? Không. Dẫn theo ngày cũ ha, trời. Bữa nay nhìn cái mặt thằng thái ghê. Chú Hậu đừng có nhúng nhích quá, chú Hậu đừng nhúng nhích quá, cái đau có vết thương gãy xương sườn nha. Tại cái đó bác sĩ đang băng bó đó. Không, nhưng mà con nghe nói là chuẩn bị cưới vợ đó. Có không chú Hậu? Cái đó là hôm qua nói là chuẩn bị cưới vợ. Dạ. Chú Hậu ơi, hôm qua chú nói gì con quên này, chú nói gì vợ con quên này. Lúc mà Nam hỏi chú đó, hết bệnh rồi sao, đi bán sớm rồi sao nữa? Ăn sớm cái vợ. Ăn sớm cái vợ, cưới ai cho chú Hậu? Chào chú Lan, chị Lan vô mánh rồi. Quá tình cảm, quá tình cảm. Chị Lan ơi, chị Lan. Rồi vậy là gác hồi phục vậy nha, cứ gác là đi. Mắc cười đau bụng luôn. Cô chú anh chị cũng thông cảm cho chú Hậu là tại vì bác sĩ cũng có chẩn đoán chú là về có vấn đề về cái đầu của cô chú. Nên là chú nghĩ gì chú nói cái đó vậy đó. Cũng nhìn hài vui. Nuôi rồi cứ luôn nha. Rồi bác về bán sớm cưới vợ. Dạ, uống công tôi ha. Vì là biết đâu. Biết đâu chị Lan là tôi. Tại vì bán vé số là mình ra mình lấy số mình bán, mình vẫn được gọi là mình chủ cơ sở. Vậy là chủ phu nhân của chủ cơ sở bán vé số. Vui không? Nay thấy khỏe trong mình chưa? Chú Hậu ơi, rồi định khi nào định khi nào là cưới chú Hậu? Là sao chị? Cưới. Để đi bán vé số rồi có tiền cứ chừng nào mới có tiền vậy bán vé số chừng nào mới có tiền cứ chừng nào mới có tiền cứ bán mấy tháng chú Hậu bữa giờ hạn nè. Trời ơi quá bèo, đi cưới vợ mà có một tháng vé số rồi bán vé số một tháng đủ cưới hả chú Hậu? Ghê hả? Chắc này phải bán một ngày chắc nhiêu tờ ta? Ngày chắc bán mấy ngàn tờ. Thôi vậy, cái này chắc con học hay chú Hậu á. Mấy ngàn mấy trăm. Mấy trăm chú? 200-300. 200-300 bán tháng cưới. Vậy là tháng. Cưới vợ thì quá rẻ. Vậy là khoảng 10 triệu hả? Đúng không? Ngày là 300, đi tháng 9 triệu à. Cưới vợ 9 triệu. Ơi, cưới chị Lan 9 triệu. Cái này im mà. Cái này con phải học theo chú Hậu mới được. Rồi khỏe mạnh là đi bán số sáng thứ nha. Chị Lan chủ yếu là động viên cái tinh thần để giao lưu với chú luôn. Cho chú lạc quan chứ mình có phải ăn uống cho mau khỏe mạnh lên. Tại chú lúc nào bình tĩnh hay suy nghĩ gia đình thì qua ngày sau là chú sẽ cho chú cát lên nhau. Chị Lan cứ cát lên mới làm chú dễ được chứ. Cho chú đừng có nghĩ đến cái chuyện kia. Hiểu ha. Cứ là ai? Rồi nói vậy đó nha, bây giờ người ta đang nuôi cái nói cưới người ta, cái mốt khỏe cái đi cưới người khác nè. Khỏe mạnh cái đi cưới người khác có không? Không, lắc đầu. Thiệt không? Bữa nay không cần thở oxy luôn, không thích nào. Dạ. Nhớ nha, nói rồi giữ lời nha. Mà cứ có một tháng đi số vậy hả? Bèo với nhà trẻ. Trời ơi, ta thôi 2003 mở tới giờ cứ có một tháng đi số à. Quá bèo luôn ơi.
chú Ngọc ơi, à, đám cưới rồi có mời con với Nam không? Có lấy tiền, con với Nam có lấy tiền đi đám cưới không hay là miễn phí? Không, không có lấy. Con đang rồi chơi luôn cái này nè. Đó, mai mốt đòi tiền không được nha, trên video có rồi đó. Không, không có lấy phải không? Nhớ nha. Này vừa về thấy chú không đeo oxy. Này khỏe nha. Đúng là bàn tay người ta thường gọi là gì đó? Thằng phụ dược ha. Thằng dược. Không, thằng dược là bên Đông y mà. Mắt tay. Bàn tay phụ phụ dược đó vậy. Mắt tay. Phụ dược là bên kia mắt tay. Mắt tay nuôi cho mạnh được rồi. Không cần thở oxy luôn. Đúng là phiền bí thiệt. Cái này mà con nói nha, thật sự là cái này mà về, nếu mà người thân chú Hậu xem là ngạc nhiên nè. Tại vì là oxy á là biết là lúc nào phải có người trực, là sợ chú giật cái ống oxy ra. Nói chung á, theo em á, không phải là người thân luôn nữa, mà tại cả tất cả cô chú anh chị khán giả luôn. Giống như em thôi, ngay đầu tiên em đâu có gặp chú Hậu đâu. Nhưng mà Na biết sao, ví dụ mà cô chú anh chị xem á là không có gần, ví dụ là xem từ xa, còn gia đình là từng ở lại và từng chứng kiến trực tiếp. Dạ. Với những cái đêm mà chú từng chuẩn bị đã nín thở nha, nín dạ. Thở phải có sư thầy lúc mà đang ở đó luôn, là nín thở khoảng mấy giây đó, rồi xong mà cái chú hồi phục lại, chú thở lại mà mấy lần như vậy đó, nên là oxy anh sợ cúp điện đó, anh phải sử dụng thêm một bình oxy hơi nữa. Mà ngày hôm nay thì thấy vậy thì anh nghĩ là gia đình rồi cô chú khán giả xem kênh Quý Mạnh Thường Quân sẽ an lòng về cái chỗ là khi được hỗ trợ cái ca cô chú Hậu được như thế này. Anh nghĩ là cô chú Mạnh Thường Quân rất là cảm thấy là vui mừng khi hỗ trợ được hoàn cảnh mà ngày hôm nay chú được như vậy, không phải thở oxy. Nhưng mà cái việc mà không thở oxy thì là anh em mình mới vừa nhìn qua thấy nha, còn những ngày tiếp theo thì anh không biết như thế nào, cũng là phải nhờ bác sĩ. Cái đó là còn mong sự sức đề kháng của chú. Đúng rồi. Chứ đôi khi cái không phải là mình chịu quẹo. Đôi khi cái lúc chú yếu cái bác sĩ phải cho thở lại, cái sợ của chú anh chị nói ủa sao mà bữa thấy hắt thở rồi. Cái này mình đâu biết trước. Đúng được. Rồi, cái đó phải phụ thuộc vào sức khỏe của chú. Mà thường thường á là bác sĩ đo cái gì nhịp tim với cái gì đó mà đo gì nó biết, là ví dụ là trên máy báo bao nhiêu là không cần thở đó. Hôm qua giờ anh thấy làm vậy đó. Anh thấy kẹp kẹp gì lên người á mà anh không gần. Đúng là bàn tay thì kêu bàn tay gì mình không gần. Để cô chú anh chị để lại cho em cái comment đó cô chú. Là để cho chị Lan là bàn tay gì mà để là sao mà chăm sóc chú bây giờ không cần thở luôn, oxy luôn. Mà ăn bây giờ là ăn bình thường luôn rồi đó chị Lan. Em thấy ăn là nhiều quá. Ăn gì nhanh gì có mau có sức khỏe lại. Đúng là một ngày mà hai anh em lên nhìn cái cảnh này cái là khỏe ghê trong người luôn. Chú Hậu ơi, chú Hậu, ủa sao ăn xong nhắm mắt nữa gạo vậy? Không, tại ăn xong mệt hay vậy? Chú Hậu, ăn xong mệt. Đó là do mới ngưng thở chưa quen hả chị? Mới ngưng thở oxy cái là chưa quen khí hậu. Chú ngưng thở oxy là nên là chị Lan ở đây sợ chú không đủ khí hậu đó nên chị mở hết cổ hết cửa ra cho chú. Mở hết cửa ra phía ngoài luôn. Nè, Nam thấy không? Cái cửa sổ mở cái chị Lan chứ mở hết á. Cho thoáng mát. Cho sợ là chú không đủ không khí á. Ngợp thôi. Sợ không đủ nên mở hết cửa ra. Đúng là cái bàn tay huyền bí diệu kỳ của chị Lan. Chú Hậu ơi, bây giờ con tìm người khác lên thế chị Lan cho chị Lan về, chú Hậu chịu không? không chịu luôn mày. Nhưng mà chú Hậu đừng có quậy chị Lan nha, để cho chị Lan ngủ với. Chứ chú Hậu quậy cái chị Lan không có thời gian, cái chị Lan kiệt sức, cái không ai giữ chú Hậu đó. Chú Hậu ha, chú Hậu hứa với con nha. Là nói chung là em với Nam và chị Lan, em nghĩ là tất cả cô chú khán giả của Quý Mạnh Thường Quân trong ngoài nước rất là vui mừng những cái giây phút mà cách đây mấy tuần của chú và đến thời điểm hiện tại bây giờ của chú. Mà em nghĩ là cô chú rất là vui mừng và hạnh phúc. Những gì cô chú cầu nguyện cho chú Hậu thì em nghĩ là hôm nay đúng là cái hiện thực, có một cái phép màu, nhìn một cái phép màu đó. Và bên cạnh em nghĩ là nhờ được cái sự nhiệt tình và cái sự rất là từ bi bác ái của chị Lan để mang đến cho chú Hậu một cái niềm vui và thoát đi khỏi một cái cơn nguy kịch trong lúc mà rất là vào những cái phút giây cuối cùng của chú.
Chú Hậu ơi, chú Hậu có lời gì cô chú Hậu gửi lời cảm ơn đến cô chú. Chú Hậu rồi nói đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Ồ, này nó rõ ghê luôn, cảm ơn Mạnh Thường Quân rồi, được là chú bao nhiêu đủ rồi. Dạ, cảm ơn chú. Trời ơi. Giúp đỡ. Cái gì giúp đỡ cho thầy uống thuốc hả? Trời ơi. Quá trời luôn. Chị, nãy nói gì cho tiền uống thuốc hả? Cho tiền uống thuốc. Rồi, bây giờ nè, ngoài được cái cô chú quan tâm nè, rồi xong rồi mốt hết bệnh gì để bán cái số nè, con với Nam sẽ là hai anh em là đầu tiên sẽ lên mở hàng cho chú Hậu luôn. Chú Hậu ha. Rồi nhớ bao con ly cà phê nha. Bao con ly cà phê con sẽ bao chú lại cái lẩu. Có qua có lại chứ. Chịu không? Dạ. Bây giờ lấy oxy khó thở không chú? Khó không? Hết khó rồi, không? Hết rồi. Khó gặp đầu kìa. Khó không? Dạ khó thở đây mà không thở oxy nha. Không. Không thở nữa. Có, nếu mà khó thở nói chị Lan liền nha. Chị Lan báo bác sĩ đây sau lưng là có bình oxy nha. Dạ. Bây giờ ngồi ngồi nha. Cái giường này là bấm nó bật con đập xuống không hả chị? Quay. À đúng rồi. Hay nè. Vừa thay đồ xong cái giờ tới cái này là tập thể dục đó chị, tập thể dục buổi sáng nên là 1, 2, 3 tập thể dục buổi sáng, tập 4, 5 buổi luôn. Dạ, tức là nửa tiếng 2 tiếng chị muốn tập cho nào tập. Nhưng mà em thấy cái chân của chú bữa nay nó mạnh ra, em thấy nó tự. Dạ. chú kéo lên, chú hậu rút chân. Dạ. Nhìn con lên đi. Dạ, chưa, đó thấy chưa. Rồi wow, ghê chứ. Ngay ra hơi khó hơn. Wow. Ngay ra khó hơn rút ha. Rút thấy dễ hơn. Được rồi chú. Rồi nha. Bữa nay quá trời vui mừng luôn chú. Quá trời dài lắm mà. Nói chung là những cái hôm nay thì nói chung là rất là hạnh phúc và vui mừng. Chị Lan biết sao không? Trời ơi. Chị Lan quá vui. Hôm bữa đó thì cũng có một số cô chú anh chị nói với em là thôi đừng có cho chú thở oxy nữa, lấy ống oxy đi. Thì nếu mà hôm đó mà một ai đó lấy ống oxy ra thì hôm nay sẽ là người hối hận. Đúng rồi. Hối hận cả đời luôn. Dạ. Lúc đó cô chú anh chị nói là thôi chú thấy chú vậy đừng nhìn, cho chú muốn nó ra đi gì đó. Đó. Nên là nhiều cô chú gọi chửi em luôn á. Chị để chú tự giơ tay chứ đừng chị đừng được nãy giỡn được luôn đó. Nhưng mà yếu. Hai tay co lại là gỡ cao luôn nhưng mà đâu có đưa thẳng lên được. Đưa thẳng lên chú Hậu, đưa thẳng lên đây. Thẳng lên hai tay chặt lại gung. Thôi được rồi chú, được rồi chú, để hồi chú mỏi. Thôi được rồi chú, được rồi, để hồi mỏi. Làm như là cái bàn tay phụ dược của chị, rồi sau đó là chắc là chú lên chú gặp thằng Nam hôm qua cái bữa nay vui sao mà hồi phục lẹ quá. Nắm cười. Nam cười. Rồi có bắt đầu không? Dạ cái này. Bắt đầu không? Bắt đầu hả? Rồi bắt đầu nữa. Cái kiểu này là chuẩn bị bao cà phê con rồi đó nha. Cười. Bữa giờ hứa lâu quá trời ly cà phê chú Hậu, lâu quá trời luôn nè. Dễ chịu không? Khoái không? Khoái. Dạ thì bây giờ chú gọi là sáng hôm nay thì chú cũng được hồi phục gì nè cô chú anh chị. Thì em cũng tại vì cái thời gian nằm viện của chú thì em không biết đến khi nào. Em cũng hy vọng là qua video ngày hôm nay lan tỏa rộng đến quý cô chú anh chị khi xem video. Chia sẻ lan tỏa cái video giúp em để là đến được cho khán giả xem kênh Quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước để biết được cái hoàn cảnh chú Hậu cùng chung tay cùng anh em của em để chia sẻ những phần yêu thương tiếp theo đến chú Hậu để có chi phí thêm những 2 ngày nhà nằm viện tiếp theo của chú anh chị. Tại vì chú là còn phải nằm tiếp theo nữa vì chú gãy xương rồi để bác sĩ tiếp tục theo dõi chú.